Chào các con, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học Nhận biết tập nói Đèn ông sao. Rước đèn tháng 8. Hôm nay là Tết Trung Thu, lòng vui như hội, em đi rước đèn. Đèn cá chép, đèn ông sao, muôn màu muôn vẻ lung linh phố phường. Em cùng chúng bạn đi chơi, tay cầm đèn sáng miệng thì hát vang, múa ca cho hết đêm rằm, tươi vui chào đón chị Hằng xuống chơi. Rước đèn Trung Thu không thể thiếu chiếc đèn ông sao đâu. Các con cùng nhận biết tập nói về chiếc đèn ông sao nhé. Đây là gì ạ các con? Đây là đèn ông sao đấy. Các con nhắc lại với cô nhé. Đèn ông sao. Đèn ông sao ạ. Đèn ông sao ạ. Các con giỏi lắm. Chúng ta cùng chú ý lên đây nữa nào. À, có bạn nào biết đây là gì không? Đây là khung đèn đấy. Đây là khung đèn. Các con nhắc với cô nào. Đây là gì? Đây là khung đèn. Chúng mình nhắc lại nào. Khung đèn à. Khung đèn có dạng hình gì thế? Đúng rồi, khung đèn có dạng hình tròn. Hình tròn. Tiếp theo, các con chú ý lên đây xem là gì nào. À, ai biết đây là gì không? Đây là ngôi sao năm cánh đấy các con ạ. Đây chính là ngôi sao năm cánh. Chúng mình cùng đếm với cô xem có phải là ngôi sao năm cánh không nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 cánh sao đấy. Như vậy đây chính là ngôi sao năm cánh. Chúng mình nhìn kỹ xem các cánh sao có màu gì nhé. Cánh sao này có màu gì nào? À, cánh sao này có màu xanh đấy. Chúng mình nhắc lại, cánh sao có màu gì? Màu xanh à. Và được trang trí thêm cả màu vàng nữa đúng không? Còn cánh sao này thì màu gì nào? À, màu đỏ à. Đúng rồi, cánh sao này thì lại màu đỏ đấy. Chúng mình nhắc lại nhé, cánh sao này màu gì? Màu đỏ ạ. Những ngôi sao có 5 cánh sao và các cánh sao thì có màu xanh, màu đỏ và được trang trí những màu sắc thật là đẹp phải không các con? Còn đây là gì? Có bạn nào biết không? Đây là cán đèn đấy. Cán đèn để các con có thể cầm vào đó. Chúng mình có thể đi rước đèn. Chúng mình nhắc lại nhé. Đây là cán đèn. Các con nhắc lại với cô nào. Cán đèn à. Thêm một lần nữa nhé. Cán đèn à. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã được đọc tên các bộ phận của chiếc đèn ông sao rồi. Cô sẽ giới thiệu thêm cho các con biết một số loại đèn lồng khác nữa nhé. Ngoài chiếc đèn ông sao, chúng mình còn có chiếc đèn lồng. Đây là chiếc đèn lồng tròn, rất là đẹp. À, đây là con gì nhỉ? Đúng rồi, đây là con thỏ đấy. Người ta gọi là đèn lồng con thỏ. Còn đây là con gì? Đúng rồi, đây là con cá. Và đây sẽ gọi là đèn lồng con cá. Tiếp theo, chúng mình xem là chiếc đèn lồng gì nữa nhé. Con gì đây? À, nhiều bạn rất là giỏi. Đây là con bướm đấy. Đây là chiếc đèn lồng con bướm. Những chiếc đèn lồng này còn được thiết kế bởi nhiều các con vật khác nữa đấy.
mà chúng mình có thể được tìm hiểu sau này nữa. Vậy chúng mình có biết ý nghĩa của chiếc đèn ông sao là như thế nào không? Chiếc đèn ông sao được sử dụng vào đêm rằm Trung thu. Mỗi năm khi ngày rằm Trung thu tháng 8 đến là trẻ em lại cầm chiếc đèn ông sao giống như những ông sao trên bầu trời và cùng đi để rước đèn đón trăng lên đấy các con ạ. Vừa đi, mọi người vừa vui vẻ, cùng hát, cùng vui, rất là thích thú các con ạ. Cho đến tận bây giờ, các bạn nhỏ vẫn sử dụng những chiếc đèn ông sao để rước đèn đón trăng đấy các con ạ. Tiếp theo, chúng mình có muốn cùng tham gia các trò chơi với chiếc đèn ông sao không? Mình có thể chia nhóm ra nhé. Cô sẽ giúp các con biết trang trí đèn ông sao này. Chúng mình có thể tô màu này. Hay các con có thể in những hình họa tiết nhỏ lên những chiếc đèn ông sao thật đẹp. Và sau đó cô cháu mình sẽ cầm những chiếc đèn ông sao để đi rước đèn nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem thật nhiều video thú vị khác nữa.